Hàn Quốc đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Chỉ tính riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện có hơn 1.200 dự án của Hàn Quốc với tổng giá trị đầu tư ước đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Bức tranh kinh tế thương mại giữa hai nước càng trở nên đa dạng hơn khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư chọn Việt Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là điểm đầu tư hấp dẫn, không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp, các ngành nghề bán lẻ, bất động sản mà còn mở rộng ở dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đây là một buổi chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng bằng máy massage nhiệt do Seragem thực hiện miễn phí. Để có được một suất nằm máy massage trong 40 phút, có người đã phải dành vài tiếng đồng hồ để xếp hàng đến lượt. Đây là vừa ấn huyệt, vừa chăm cuốn nhiệt vô cái tia ngoại, cái nhiệt nóng vô. Nhờ cái tia ngoại đó nó kích hoạt những cái cơ chế phục tự phục hồi trong cơ thể. Tôi muốn là cái trung tâm này nên mở rộng ra nữa để cho cộng đồng xã hội, toàn mọi người đều có sức khỏe. Mô hình phục vụ sức khỏe cộng đồng miễn phí này đã được Seragem triển khai cho hơn 40 chi nhánh trên toàn quốc sau 8 năm hiện diện tại Việt Nam. Phương pháp marketing thử nghiệm bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hầu hết đối tượng có nhu cầu, cộng với đẩy mạnh hoạt động xã hội từ thiện là cách Seragem thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng khách hàng Việt Nam. Hiện Seragem đã có mặt tại hơn 70 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi chọn hình thức marketing thử nghiệm vì muốn khách hàng là người trải nghiệm trực tiếp, có đánh giá chính xác nhất về chất lượng sản phẩm. Tại Việt Nam trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm đến nhiều cơ sở nhân đạo để đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện. Thực hiện phương châm, xây dựng tương lai, tạo lập tình thương, mang lại sức khỏe. Hàng năm, Seragem Việt Nam còn chia sẻ trách nhiệm xã hội bằng nhiều hoạt động thiện nguyện, hướng đến nhiều đối tượng còn khó khăn, thiếu may mắn, đồng thời cung cấp thông tin hữu ích về thói quen chăm sóc sức khỏe cho người Việt Nam. Với những nỗ lực trên, Seragem vinh dự đứng trong hàng ngũ doanh nghiệp ưu tú về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và đón nhận giải thưởng doanh nghiệp toàn cầu có đóng góp lớn cho xã hội vào năm 2015. Dự kiến đến năm 2018, Seragem Việt Nam sẽ mở rộng mạng lưới trên toàn quốc với khoảng 100 trung tâm.